Để thực hiện được mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định sẽ quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19, chủ động xây dựng phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tập trung huy động nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục hồi kinh tế sau đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, hỗ trợ người dân chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đặc biệt là thực hiện đồng bộ, hiệu quả ngành nông nghiệp theo nhóm ngành hàng chủ lực sản xuất theo vùng, tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là vấn đề giải phóng mặt bằng, môi trường, thủy điện, nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh triển khai các giải pháp phục hồi du lịch và phát triển sản phẩm du lịch.